Thưa quý vị, chiều hôm nay 27 tháng 5, đoàn công tác tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm phó đoàn, đã có buổi làm việc với ông Tia Seiha, tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap, Campuchia, về triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn 2023-2025. Tham dự buổi làm việc còn có ông Nguyễn Thành Văn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang, Campuchia, đại diện các sở ngành và doanh nghiệp của hai tỉnh. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Siem Reap, Campuchia, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh, chương trình hành động thực hiện bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương là cơ chế quan trọng, là kim chỉ nam để hai chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, tập trung thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2023-2025. Ông Tia Asia, tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap cũng đồng tình, với nhiều điểm tương đồng về kinh tế xã hội, hai tỉnh thực sự có nhiều cơ hội để triển khai hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, du lịch, văn hóa, thương mại và nông nghiệp. Ông Nguyễn Thành Văn, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang, Campuchia, đánh giá sự phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia nói chung không thể thiếu sự đóng góp của các địa phương, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Siem Reap. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang cam kết luôn nỗ lực hỗ trợ hai tỉnh hợp tác hiệu quả, góp phần vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Campuchia mãi mãi tươi xanh, đời đời bền vững. Chương trình hành động thực hiện bản ghi nhớ giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Siem Reap giai đoạn 2023-2025 tập trung vào hoạt động kết nối chính quyền và kết nối doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giao lưu giáo dục.